Chào các bác nhé, em hướng dẫn cách dùng con sạc MPPT. Cái này là núm xoay rotary encoder nhé. Nếu mình xoay này thì màn hình nó tối, nó sẽ hiện sáng lên này. Đó. Nhấn một lần nó sẽ di chuyển màn hình này. Đó. Các thông số này, 0.14 này là áp PV chưa có này, dòng PV không có này, đang trạng thái dừng stop. Đây là điện áp pin 13.5V này, dòng 0A này. Nhiệt độ MOSFET 25 độ C này. Đó. Nhấn thì nó di chuyển màn hình nhé. Muốn vào cài đặt thì nhấn giữ nút encoder 6 giây. Cái nút nhấn giữ 0.6 giây. Cái này thì mình vào chế độ cài đặt thì sạc nó sẽ dừng lại luôn nhé. Lúc đó mình sẽ thao tác tháo các cái lối ra sẽ an toàn hơn nhé. Không để sạc chạy rồi mình rút ra. Đây, có các nhấn một lần để di chuyển các menu nhé. Và vặn lên vặn xuống để tăng giảm các thông số nhé. Vặn nhanh thì lên nhanh, vặn chậm thì lên xuống chậm nhé. Pin này là pin sắt 4S thì chỉnh khoảng 14.6V nhé, 14.2 tùy mọi người nhé. Rồi cài đặt app pin max, app pin đầy đấy. Rồi ok, nhấn cái cài đặt app admin là pin yếu ấy, cho mình chọn nhé. Em để khoảng 10.5V. ok, cài đặt dòng sạc. Đó, bây giờ mình vẫn để 5A nhé. Muốn bao nhiêu thì tùy mọi người nhé. Đó, vặn nhanh thì nó xuống nhanh nhé. Vặn từ từ thôi. 5A. Cài đặt app PV. Cái app này app hở mạch của PV nhé. Mình có thể đo bằng vôn kế ấy. Lúc mà chưa có tải ấy, thì nó sẽ hiện app. Đó, như cái này em giả lập nguồn nguồn này ấy. Em giả lập là 50V nhé, thì mình chỉnh là 50V luôn. Đó, nếu mình chỉnh sai nó chạy sẽ không hiệu quả và có khi nó báo bảo vệ ngắt không cho chạy. Đó, mình để 50V luôn nhé. Ok, thời gian mở LCD 240 giây nhé. Cái này sáng màn hình 240 giây mới tắt. Âm lượng nó kêu thì tùy mọi người nhé. Nhiệt độ bật quạt đang để 39 độ, không cần để thấp quá, để thấp quá chỉ tốn điện thôi và nó ồn đấy. Cấu hình wifi đang ở chế độ mở wifi này, còn cái chế độ off là tắt này, không cần wifi này. Xóa, nếu nhấn cái này thì nó sẽ xóa toàn bộ mật khẩu wifi mà phải nhập lại từ đầu ấy, mình để on thôi nhé. Rồi ấn ok. Kiểu pin lithium battery này, mình đang sạc cho pin lithium thì chọn lithium nhé. Còn nếu mà chọn acqui ấy, thì nó sẽ có chế độ sạc 3 giai đoạn để bảo vệ acqui nhé. Mình lithium thì để lithium. Rồi. Thuật toán MPPT thì nó có hai thuật toán P và O và một CCV, do mình chọn nhé, thấy cái là phù hợp thì chọn, mặc định sẽ để P và O. Khởi động lại MPPT, nếu mình chọn có nhấn cái nữa thì mạch nó sẽ khởi động lại mà không cần phải rút nguồn nó tháo lại nhé, còn không thì cứ để không nhé, không khởi động lại MPPT ấy. Xóa toàn bộ counter, nếu ấn có thì nó sẽ xóa về không hết nhé, còn để không đi. Cài đặt chế độ sạc. Chế độ sạc thì nó có hai chế độ sạc. Chế độ inverter là cái kiểu là không có bình nó cũng xuất áp ra nhé. Còn chế độ bình này, sạc pin này này, phải có gắn bình vào thì nó mới cho sạc nhé. Mình cứ để inverter hoặc là tùy mình chọn nhé, để inverter đi. Rồi, cài đặt áp pin nó sẽ quay vòng lại nhé. Đó, nó lại quay vòng lại, muốn thoát thì nhấn giữ nút encoder nhé. Đó, thoát ra ngoài. Đây là núm xoay 360 độ nhé. Rotary encoder. Còn đây là máy cấp nguồn để giả lập PV nhé. Em để 50V dòng 12A này. Đó. Và bắt đầu chạy nhá. Cấp nguồn này. Cái đầu này này, đầu kết cốt này nhớ là mình phải bấm cốt đồng và siết vừa tay nhá. Không nên siết chặt quá là nó có thể bị tuông ấy. Mình siết vừa tay thôi. Siết vừa vừa thôi. Nó là đồng nên nó bắt điện tốt đó. Đó, xem nha. Dây tựa tải đủ lớn nhá, không là nóng dây ấy. Rồi bắt đầu bật lên này. Đó. Nó sẽ báo là nhận áp nhá. À, đang quay đây. Nó đóng delay đấy. Phát hiện đang quần.
bắt đầu sạc nhé. Dòng 5A em cài 5A. Có thể xem qua app nếu có app wifi nhé. Đây là app này, app trên điện thoại có app Blink này. Đó. Mình đang cài 5A nhé. Đó. Rồi, ví dụ cài 10A này. Nhấp vào đây. Cho nó bôi hết đen lên nhá, rồi ấn số 10. Rồi đi ấn 1 rồi. Ấn lại nhá, 10. Đó, dòng sạc sẽ là 10A. Đây, mấy đó dòng nhá, kép dòng nhá. Đây. Đầu vào rồi. 2.3.1A. Trên app báo 3 có sai số nhá. Ok, đầu ra này. Đầu ra cài 10A, nó ra 10.5 luôn. Hiệu suất cao hơn mong đợi. Rồi em để 20A này. Đầu ra này. Đó, 20.2 nhá. Nếu mình chạy dưới 20A thì quạt hầu như nó không quay đâu. Nó chạy có tản nhiệt lớn lắm. Nếu lại nó mình dốc ngược lên ấy, thì gió tự nhiên nó sẽ chui qua này và nó thông lên trên đấy, lưu thông không khí ấy, nó gọi là khí lưu đối lưu ấy, thì nó sẽ tự mát tản nhiệt tự nhiên nhé. Để em test thử hiệu suất nhé. Đầu vào này, đầu vào là 6.05 đi nhá, đầu vào là 6.05A này, áp này 50.4V này. Suy ra áp mà 50.4 này, dòng 6A suy ra công suất bằng này, phải dùng máy tính rồi. 50.6 này, 50.6 nhân 6.05 6.05 bằng 306W nhé, nằm tròn nhé, 306W. Rồi đầu ra này, đầu ra này 20.1 20.2 đấy, 20.2 nhá, có dao động quanh đấy, 20.2 nhá, có khi là 0.4 rồi này, lấy đại là 20.2 đi. Nó dao động quanh đấy, 20.2 nhá. Dòng ra là 20.2. Rồi áp, áp này, áp bình pin là 14.17V nhé, 14.17V này, 14.17 này. Và tính hiệu suất nhé, 14.17 nhân cho 20.2 này bằng 286W nhé, 0.2 nhé, 286W này, và chia cho cái đầu vào này, chia cho 306 đầu vào này, hiệu suất là 93% nhé, 0.935% nhé, hiệu suất không nhân 100% là 93,5% ấy. Vậy với 300W đầu vào này, tổn hao là khoảng gần 7W này, 6W rưỡi này, 6,5% này. 306 nhân 6.5 này. Tổn hao 306 nhân 6.5. Sẽ ít được cả. 306 nhân 0.65 nhỉ. Tổn hao 306 nhân 0.65. Đó, nó tổn hao là 19W nhiệt nhá, gần 20W nhiệt. Đó, tản nhiệt nó phải tản được 20W nhiệt này thì cái sạc nó mới chịu nhiệt. Đó, hiệu suất là 93%. Rồi. Rồi phần áp này thì mình có thể chỉnh này. Đó, mình chỉnh dòng sạc đây nhé, điện áp pin đầy nhé, điện áp pin yếu nhé,
nhiệt độ mở quạt này, chế độ sạc này và hiệu chỉnh APV. Ở cái terminal thì mình có thể xem và cài đặt thông số chứ, cái này do mình, do bên người bán điều hành nhé. Xem hệ thống này đó. Biểu đồ nhé, biểu đồ thì mình xem có chế độ 1 giờ này, 6 giờ này đó. Rồi. Rồi, ok nhé. Hay à, quạt chưa thì quay luôn sao? Quạt vẫn chưa quay nhé, nhiệt độ mát quá chưa quay. Màn hình tối rồi nhá. Rồi. Ok, AMEA sạc AMEA. Con này mạch hiệu suất cao nên chạy rất là mát. 93%. Nếu mà áp tối ưu nó hiệu suất có thể lên được tới 97%. Đó, pin sạc này, pin này 100A nhá. Để sạc từ 30A nhé. Xem nào, cái này dòng 5A 12A. Được, 30A được. Nhưng cái này thì nâng lên, tại vì áp nó đầy nó sẽ ngắt đấy. Nó sẽ áp đầy mà, nên sẽ bị ngắt đấy. Đó, áp nó dâng đầy quá nên sẽ không tăng được dòng sạc. Đó, muốn sạc đầy là phải tăng cái áp sạc này, vì dây nó chụt áp mà. Ok nhá. Ngừng sạc thì nhấn giữ đỡ encoder để vào cài đặt nhé. Đó, mình sẽ ngừng sạc luôn, rút nguồn ra, tắt. Cái cục sạc này nó chạy được từ 12V, nó bắt đầu chạy rồi chứ, khởi động ấy, nó duy trì nhé, nó không bị mất nguồn nữa. Khi ban đêm ấy thì mình không phải rút ra nhé, cứ để nó chạy vậy, nó ăn khoảng 1W điện thôi, để nó sưởi ấm mạch, đỡ bị ẩm mạch ấy, càng bền. Không nên rút nguồn ra làm gì cả, nó ẩm vào nó đóng bẩn bụi bẩn nó ẩm ấy, mình cứ để nó tự sưởi ấm bằng cái 1W của nó. Rồi, ok, chào các bạn.